Gà mẹ ấp trứng 21 ngày sẽ nở ra gà con. Sư tử biển. Khi nghe tới sư tử, các bạn sẽ nghĩ ngay tới các loài động vật săn mồi họ mèo, chúa tể ở các đồng cỏ châu Phi. Nhưng đây là loài sư tử biển, chúng rất giống với hải cẩu. Chúng ta thường phân biệt các loài dựa vào việc hải cẩu không có vành tai, còn sư tử biển thì lại có. Sư tử biển sống ở các vùng nước lạnh. Chúng có bộ lông ngắn, dày, đôi mắt lớn và hàm răng sắc nhọn. Con chó. Chó con mới sinh ra sẽ rất yếu ớt, nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ và sẽ mở mắt từ 10 đến 14 ngày tuổi. Chó con là loài dễ thương, rất tinh nghịch và thích nô đùa. Thông thường chó mẹ khi sinh sẽ từ 3 đến 6 con. Cá heo có cả những loài sống ở nước mặn và nước ngọt. Cá ngựa đực sẽ mang thai và trực tiếp đẻ ra con thay vì cá ngựa cái. Ngựa là loài ăn cỏ, có thể ngủ trong tư thế. Gấu trúc. Hãy xem chúng ta có những thông tin thú vị gì về con vật này nhé. Đặc điểm của gấu trúc đó là bộ lông màu đen và trắng. Đặc biệt xung quanh chúng sẽ là mảng màu đen. Đây cũng là hình ảnh rất hài hước như tính cách của chúng vậy.
Gấu là loài động vật ăn thịt, nhưng nguồn dinh dưỡng của gấu trúc phần lớn lại đến từ những phần của cây tre và trúc như thân, lá, măng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng gấu trúc dành 16 giờ đồng hồ mỗi ngày chỉ để ăn. Con cáo. Khi nhắc tới con cáo, chúng ta hình dung đó là một con vật gian xảo, thường xuất hiện trong các câu chuyện với vai phản diện. Trong thực tế, cáo là loài động vật ăn thịt, phân bố rải rác hầu khắp thế giới. Cáo thuộc họ chó, với đặc trưng là có mõm dài, hẹp, đuôi rậm, mắt xích. Gấu trúc là một loài gấu đặc trưng chỉ có ở Trung Quốc. Mỗi loài động vật đều có những thú vị riêng rất quen thuộc. Động vật nông trại như chó, mèo, lợn, gà, bò, cừu. Môi trường biển như cá heo, cá mập, sư tử biển. Video này cùng tìm hiểu về các loài động vật các bạn nhé. Một con người sớm lông khi mùa xuân đến. Loài cáo phổ biến và phân bố rộng rãi nhất trong số các loài cáo là cáo đỏ. Con bò rừng. Sự khác nhau giữa bò rừng và con bò mà chúng ta thường gặp, bò nhà, đó là kích thước. Bò rừng có kích thước to lớn hơn bò nhà rất nhiều, bộ lông màu nâu sậm và dài. Bò là động vật ăn cỏ, phân bố ở các vùng nhiệt đới và ôn đới. Con voi. Voi là loài động vật khổng lồ trên cạn. Ngay từ khi mới sinh ra, voi con đã nặng từ 85 đến 120 kg. Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, chúng có thể đứng dậy và đi lại theo đàn. Mỗi con voi sẽ mất 20 năm để trưởng thành và tuổi thọ của chúng có thể tới 60 đến 70 năm. Con mới sinh mở mắt khi được 10 ngày tuổi.